Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng trên Pháp Kinh, quyển 28. Phẩm chính Tinh tấn Ba La Mật Đa phần 4. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Bồ Tát tại gia đối với khế kinh hành tướng như thật của Như Lai lập ra, tuy nghe rồi nhưng không thích đa văn, đối với hành tiểu dục không thích tu tập, cũng không tinh thọ các khế kinh đồng loại. Đối với giáo pháp Đại thừa của Như Lai lại sinh hủy báng. Những hàng người như vậy đều đọa vào đường ác. Sao gọi là các đường ác? Đó là diệm ma la giới, ngạ quỷ, súc sinh, biên địa, các ác luật nghi. Dù làm được thân người nhưng không đầy đủ, cấu uế chướng nặng, đủ mọi tà kiến. Nay Xá Lợi Tử, chỗ đáng nhàm chán như vậy, chư Phật Bồ Tát đều xa lìa không thích sinh vào nơi ấy, cho đến không thể mau chóng chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Lại nữa nay Xá Lợi Tử, Bồ Tát tại gia thích dựa vào những người có thế lực lớn như quốc vương, đại thần và các nhân dân giàu có hào kiệt. Như vậy thì càng thêm sân nhuế. Hễ nói ra điều gì, phần nhiều là sự dối trá, tích tập việc ác, mê hoặc người khác, hay sinh khinh chê. Ngày nay dùng lời bất thiện nhất định đọa đường ác, thân thể ốm gầy, đủ các tướng ác. Này Xá Lợi Tử, đó là năm pháp của Bồ Tát tại gia. Vì lý do đó cho nên không thể gặp Phật xuất thế, không thể thân cận bạn tốt, không thể gặp thời tốt, thiện căn đã được tích tập đã bị hủy hoại, không thể tu học với Đại Bồ Tát Triệt Giới, cho đến không thể mau chóng cho đắc chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lặp lại bằng kệ rằng: nếu ai thực hành theo năm pháp thì không thể tăng trưởng thắng tuệ, mà lại xa lìa bậc điều ngự, không thể mau chóng thành chánh giác. Khi dối hết tất cả hữu tình, như vua, đại thần, các nô tỳ đều đoạn tất cả sức thiện căn, không thể gặp Phật được xuất thế, hoặc lại kinh bố các hữu tình, ra lệnh trói bắt và đánh đập, làm các nghiệp ác như vậy rồi, lại thường xa lìa bậc vô thượng. Đối với bí xô, bí xô ni, phá các tịnh giới, sinh bệnh khổ, sát na không gặp được thời tốt, thường luôn xa lìa các đức Phật, cha mẹ, vợ con, các quyến thuộc, mãi luôn theo học hạnh phi pháp, ngược lại không thích nghe chánh pháp, đọa vào si mê khó ra khỏi. Giá như gặp Phật cầu thân cận, trong khoảng sát na không thể được, hoặc có lúc ham thích xuất gia, bị các chướng nạn luôn ập đến, hoặc lúc nghe chánh pháp này rồi, rồi tùy theo chỗ nói chân thật, hữu tình càng sinh tâm sân nhuế, cho rằng đây là phi chánh pháp, gây ra các chướng nạn như vậy, trong 16 phần chưa bằng một, do nhân hủy bán chánh pháp này, đời đời mù lòa không thể thấy, thế nên không thấy bậc chánh giác, dù thấy không sinh tinh thanh tịnh, sẽ được thân người không đầy đủ, sâu đọa vào tất cả bàn sinh. Nếu người quy hướng Phật Bồ Tát và sinh ham thích với Bồ Đề, tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, khéo hay tu tập hạnh chân chánh, tất cả cha mẹ và quyến thuộc, cùng với tất cả hữu tình khác, hướng dẫn ai nấy đều xuất gia, mau chóng nhiếp thọ về chánh đạo. Trước hết hướng dẫn mẹ mình rồi, lại hay khen ngợi khiến xuất gia, cùng nhau đi đến bậc thiện tệ, phát tâm khai ngộ Đại Bồ Đề. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Bồ Tát xuất gia có năm pháp như vậy, xa lìa các bạn lành, chư Phật xuất thế dù chỉ trong khoảng sát na cũng không thể gặp, xuất thiện căn đã được tích tập cũng đều bị phá hoại, không thể theo học giới, theo học với các Đại Bồ Tát Trì Giới, cho đến không thể mau chóng chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Năm pháp đó là gì? Một, do suy nghĩ tà vậy cho nên phá các tịnh giới. 2. Do không tin nên hủy bán chánh pháp. 3. Đắm trước lợi dưỡng và tích danh tiếng. 4. Chấp trước ngã kiến vào các hiểm nạn. 5. Hay sinh tật đố đối với hành thiện của người khác. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát xuất gia đủ năm pháp như vậy nên xa lìa bạn lành, không thể gặp Phật xuất thế. Nói tóm lại cho đến không thể mau chóng chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, vì nghĩa đó cho nên giống như chó đói ốm o, tiều tụy, da dính liền xương. Bọn thấy xương khô liền sinh tưởng muốn ăn. Tưởng thế nó ngoạm lấy khúc xương khô đó mang đến chỗ vắng, ra sức liếm gặm.
gầm đến nỗi miệng bị tổn thương, máu chảy lên khúc xương, nhưng nó không biết là đó là máu của mình, mà cứ vọng sinh ham thích, muốn ăn no nê, nhưng không thể được. Lúc đó có Xác Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ, từ xa đi đến, thấy con chó đói này, đang gặm xương cô liền than thở. Thấy những người này đến, con chó đói tự suy nghĩ, các người kia đến nhất định cướp mất thức ăn ngon của ta. Nghĩ thế nó liền sủa dữ tợn, mắt nhìn lườm lườm, nhe răng hừ hừ. Này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Khi thấy khúc xương khô không có máu thịt gì, các người kia có cướp đoạt không? Xá Lợi Tử thưa, dạ không, thưa Thế Tôn. Dạ không, thưa Thiện Tệ. Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Tử, như vậy thì tại sao con chó kia lại khởi tưởng như thế? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, là vì con chó quá đói nên gặp xương khô, nó coi như là vị cam lồ, vọng sinh tham ái, đến sủa dữ tợn, mắt nhìn lườm lườm, nhe răng hừ hừ, sợ các người kia đến cướp khúc xương. Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Tử, như sau khi ta diệt độ, có các bí xô đối với các chủng tộc, cho đến tiện lợi bất tịnh, tâm sinh đắm trước, bị nó trói buộc. Các hành tướng như vậy trong khoảng sát na muốn thành tựu Phật sự cũng không thể được. Ta cho rằng, các bí xô ở trong Pháp Phật cũng như con chó đói kia, nên bị Như Lai quả trách. Nếu các hữu tình thấy hành tướng của các bí xô này, cũng lại hủy bán cũng như con chó đói kia. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát làm đại lạc tất cả hữu tình, cầu trí tuệ Phật, thích thân mạng mình còn chính thân mạng mình còn xả bỏ, huống nữa đối với thiện nghiệp của người khác mà lại sinh ganh ghét. Này lại nữa, này Xá Lợi Tử, thế gian có người ngu si vì mạng sống nên ham thích tiền tài châu báu, ăn uống, làm thân nô bộc, bị trói buộc sai khiến, xua đuổi. Đối với dòng họ người khác lại cuồng vọng, thân cận là vì tham cầu sinh ra ganh ghét người khác. Này Xá Lợi Tử, như biết xô kia vì tham lợi dưỡng ở nơi dòng họ ấy, trước thấy người khác đến lại sinh tâm ganh ghét, nói với người đến sau rằng, ta ở đây đã lâu, các ngươi từ đâu đến đây? Các trưởng giả dòng họ này trước đã phát nguyện cung phụng mọi thứ y phục, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc thang, quyết định cho ta. Rồi lại nói tiếp, các ngươi là người đến sau thì làm sao mà có được? Nhân đó vị bí xô kia phát sinh ba thứ lỗi lầm. Một, đắm trước chỗ ở. Hai, không thích ở chỗ cũ. Ba, có thể hiểu rõ pháp thế gian nhưng không biết gì về pháp xuất thế gian. Lại nữa, các bí xô này, ở trong dòng họ trưởng giả không thích ở yên. Các bí xô này lại nói, trụ xứ có ba, một là ham thích xứ trụ, hai là hòa hợp xứ trụ, ba là như thật xứ trụ. Đại thế, còn nói với các trưởng giả rằng, trưởng giả các ông mắc phải nhiều sai lầm, nên phải hết lòng xin cung kính ta, xưng dương tán thán pháp của ta. Nay Xá Lợi Tử, do dòng họ này hay sinh ganh ghét đối với pháp thanh tịnh nên đều bị giảm mất. Này Xá Lợi Tử, là có dòng họ sinh ganh ghét hư vọng, không thật, hoặc có người trì giới hay không trì giới. Đối với Đại Bồ Tát, ta đều xa lìa không chịu theo học. Thí dụ như vậy phải nên hiểu biết rõ. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, đời quá khứ vô lượng vô biên, rộng lớn A Tăng Kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đó có Phật ra đời, hiệu là Thắng Cao Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế 90 câu chi năm. Trong hội Phật ấy có 90 na cho tha đại chúng thanh văn, đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, hoàn tất việc lợi mình, tâm được tự tại, đến bờ giác ngộ. Lúc đó có trưởng giả tên là Thiện Tập, của cả giàu có, quyến thuộc đông nhiều, tiền tài cho báu sung túc, đầy đủ các món như kim ngân, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, thọ dụng không hết.
Lại có nô tỳ hầu hạ voi ngựa xe cộ và các kho báu chứa đầy tràn. Lúc đó trưởng giả sinh được hai người con. Người con đầu tên là Tịnh Trụ, con thứ hai tên là Tịnh Trì, diện mạo đoan chánh, thân tướng đầy đủ. Ai nấy cũng thích ngắm nhìn. Hôm nọ chúng chạy nhảy chơi giỡn trên lầu khác lớn. Khi ấy Đức Phật bảo Xá Lợi Tử, bữa sáng hôm ấy, Đức Thắng Cao Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, mặc y cầm bát cùng đại chúng bí xô trước sau bay quanh và đại thành lần lượt khất thực. Tướng Đức Phật rực rỡ như núi, sáng như núi vàng, là như cờ vàng to lớn rực rỡ tối thượng đệ nhất, trụ hạnh Samatha, các căn ẩn mật, cũng như long tượng thanh tịnh hết sức vi diệu, như ao hồ lớn lìa cát nhơ bẩn, là như biển lớn đầy cả châu báu, như Chúa Trời Đế Thích, có chư thiên vây quanh, như Đại Phạm Thiên Vương trang nghiêm tịch tỉnh, đầy đủ thanh tịnh, tâm ý điều hòa, các căn vắng lặng. Lúc đó hai người con này thấy Đức Thắng Cao Như Lai, Đa Đà A Già Độ A La Ha, Tam Hiệu Tam Bồ Đề, thấy thế khen ngợi rồi từ xa đi đến. Đức Phật thân tướng tốt đẹp, vô lượng vô biên, viên mạng đầy đủ. Hai người con này chiêm ngưỡng Thế Tôn, tâm không nhàm chán. Này Xá Lợi Tử, đồng tử Tịch Trụ thuở xưa đã từng diện kiến Thắng Cao Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, nên mới nói với đồng tử Tịnh Trì: thuở xưa em đã từng thấy Đức Như Lai Thắng Cao chưa? Công đức của Đức Phật này không có cùng tận, Ngài là cha lành của tất cả hữu tình. Lúc đó đồng tử Tịnh Trì nói: thuở xưa em chưa từng thấy Đức Phật này, tướng tốt của Thế Tôn đầy đủ, oai đức đặc biệt. Đồng tử Tịnh Trụ nói: thuở xưa anh đã từng thấy Đức Như Lai Thắng Cao, anh nguyện đương lai cũng giống như Đức Phật này không khác. Nay Xá Lợi Tử, lúc đó đồng tử Tịnh Trụ nói kệ rằng: con nguyện đương lai như Thế Tôn, có các chúng bí xô vây quanh, nếu con được giống tướng Như Lai, được gọi bậc tối thượng như vậy, thì con cúng dường thức ăn uống vì muốn cầu Bồ Đề vô thượng, nhà cửa sở hữu đều vứt bỏ, con nguyện đương lai thành chánh giác, ví như các sao trăng sáng nhất, ai người thấy rồi đều không mát mẻ. Trong chúng hữu tình Phật hơn hết, ai không bỏ nhà cầu xuất gia. Nay Xá Lợi Tử, lúc đồng tử Tịnh Trì nghe kệ này rồi đã nói kệ rằng: nên anh chớ nói lời như vậy, cũng chớ lớn tiếng báo bốn phương, anh nghe lời chân thật của em, làm sao mau chóng được Bồ Đề. Nay Xá Lợi Tử, đồng tử Tịnh Trụ nghe kệ này rồi lại nói kệ rằng: nếu em không ham thích đạo này, thì chớ có khởi tâm ganh ghét. Nay anh nói ra lời tốt này, nhờ đó nên được đạo Bồ Đề. Em đối tài bảo của thế gian, cũng chớ có sinh tâm keo kiệt. Chính thân mạng này anh còn xả, thế nên nói cho em biết rõ, cho em mọi thứ các nhà cửa, cho đến tất cả các châu báu. Nên anh đi đến nơi chỗ Phật, xuất gia mong thọ ký Bồ Đề. 32 tướng đẹp thù thắng, ai người thấy rồi không ham thích, Bồ Đề vô thượng ai không hành, đừng nên sinh lòng thấy kém cỏi. Anh đối của báu và nhà cửa, cha mẹ quyến thuộc các bạn bè, mọi thứ như thế anh đều xả, vì cần đi đến nơi chỗ Phật. Giả sử trong câu chi ngàn kiếp, nghe Phật xuất thế rất khó được. Phật là ánh sáng của thế gian, người gặp ánh sáng Phật càng khó. Phật đến vương thành đi hóa độ, đại chúng bí xô đều vây quanh, cũng như trời trong trắng sáng tỏ, chiếu soi khắp tất cả thế gian. Lại như xuất hiện ngàn mặt trời, bốn phía nẻo đường đều sáng tỏ, Phật đang hóa độ ở trong thành, phong ánh sáng khắp cũng như vậy, ví như thôi chi chúa các núi, cũng như xuất hiện báu thù diệu, Phật ở trong đại chúng bí xô, thanh tịnh tôn nghiêm cũng như vậy, ánh sáng rực rỡ đại oai đức, chiếu sáng tất cả các hữu tình, Như Lai thù thắng đấng lượng túc, các sắc tướng viên mãn như vậy, Phật và vương thành đang hóa độ, hiển hiện vô lượng đại oai thần, chư thiên long thần và hữu tình, người thấy ham thích đều cung kính. 32 tướng đẹp thù thắng, thế rồi ai không cầu chánh pháp, nếu ai thích tu tập tiểu thừa, là kẻ ngu phô thấy yếu kém. Anh thấy vô thượng nhân trung tôn, tướng tốt đoan nghiêm rất hiếm có,
nay đều đến chỗ Thiện Thệ Tôn, vì cầu đạo vô Bồ Đề vô thượng. Này Xá Lợi Tử, khi nghe kệ này rồi, đồng tử tình trì lại nói kệ rằng, em không ham thích nơi tiểu thừa, cũng muốn đi đến nơi chỗ Phật. Nay ở trong lầu gác lớn này, thề nguyện nhảy xuống bỏ thân mạng, em lại tưởng thân này như huyễn, đối thân mạng này nên vứt bỏ, vì cầu đại trí tuệ vô thượng, cũng nên đi đến nơi chỗ Phật. Cha mẹ ân ái rất là nặng, nhà cửa tài vật các cảnh dục, tất cả em đều muốn xả bỏ, thề sẽ đi đến nơi chỗ Phật. Nếu em nguyện được như Thế Tôn, mong Phật khen ngợi vì nhiếp thọ, vứt bỏ tất cả sở hữu rồi, theo Phật xuất gia làm đệ tử. Này Xá Lợi Tử, lúc đó đồng tử tình trụ từ trên lầu khác thông thả đi xuống, tức thời liền đến chỗ của Đức Thắng Cao Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Đồng thời, đồng tử tịnh trì ở trong lầu gác phát tâm, dũng mãnh không tiếc thân mạng, từ trên lầu cao nhảy xuống. Do tinh tấn như thế cho nên, trước đã đến chỗ Đức Thắng Cao Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, đồng tử tịnh trụ đến chỗ Phật rồi, đem pháp phục tối thượng phi diệu giá trị bằng một câu chi số vàng ở Diêm Phù Đàn dân cúng Như Lai, rồi nói kệ rằng, này con cúng pháp phục phi diệu, không cầu các sắc tướng đoan nghiêm, con nguyện đương lai như Thế Tôn, tối thượng tối tôn xưng đệ nhất, đầy đủ thanh tịnh đại trí tuệ, nên khéo an trụ sức tinh tấn, trang nghiêm 32 tướng đẹp, nguyện được quả như đấng lượng túc, lại được thành tựu trí 10 trí lực, 4 vô sở úy khéo an trụ, con nguyện đương lai như Thế Tôn, tối thượng tối tôn xưng đệ nhất, con nguyện sống trong chánh pháp Phật, như Phật an trụ trong ánh sáng, diễn nói các pháp thí hữu tình, khiến tất cả đều giác ngộ, để con cúng pháp phục tối thượng, không cầu các sắc tướng đoan nghiêm, nguyện cầu đại bồ đề thanh tịnh, nguyện độ vô biên chúng trời người, con nguyện cúng pháp phục thượng diệu, vì cầu tuệ vô thượng Như Lai, an trụ chánh pháp môn không hai, giúp phục tất cả các ngoại đạo. Lại nguyện lợi lạc các hữu tình, đều khiến xa lìa tham sân si, vô minh, ái hữu thảy đều trừ, đạt được pháp vô vi cam lộ. Lại nói pháp thanh tịnh Như Lai, lợi lạc tất cả các hữu tình, khiến xa lìa sinh già bệnh chết, và diệt buồn rầu các khổ não. Lại nguyện nói pháp lợi tất cả, hàng trời rồng nhân và phi nhân, có tưởng không tưởng các hữu tình, tự giác giác tha đều cung kính. Con nguyện an trụ các cõi Phật, phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương, trong chỗ tối tâm và nóng bức, rưới vị cam lộ được mát mẻ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều khiến tất cả không đắm trước, xa lìa tất cả cảnh yêu ghét, luôn nói pháp thanh tịnh Như Lai. Này Xá Lợi Tử, khi đồng tử tịnh trì đến chỗ Phật rồi, là dân cúng dép vi diệu tối thượng lên Đức Thế Tôn một cách ân cần, rồi nói kệ rằng, con nguyện như Phật chúng trung tôn, như nhà cửa lớn làm cứu hộ, khi các hữu tình lìa nẻo ác, lại hay chuyện nói đạo chân chánh, tất cả ái dục ở thế gian, đó là ngu phu cảnh giới thô, tất cả hữu vi đều xa lìa, nguyện Phật xuất thế thường được gặp. Thấy ánh sáng Phật chiếu thế gian, phát tâm cúng dường đấng lượng túc, vi lợi tất cả các hữu tình, thể cầu quả bồ đề vô thượng, là dùng các hương hoa tối thắng, các loại tràng phan và bảo cái, vì lợi tất cả các hữu tình, dâng lên cúng dường đấng đại giác, y phục thượng diệu và ăn uống, dương mên ngoại cụ các thuốc thang, vì lợi tất cả chúng hữu tình, dâng lên cúng dường Đức Như Lai, lại đem trống và các nhạc cụ, ca vịnh tán thán tiếng vi diệu, vì lợi tất cả các hữu tình, cúng dường đấng xuất thế rạng ngời, lại đem ngọc trân các món ngon, là vị tối thượng trong thế gian, vì lợi tất cả các hữu tình, người dân cúng dường Phật Thế Tôn, cúng dường rộng lớn như vậy rồi, mong cầu xuất gia theo Như Lai, vì lợi tất cả các hữu tình, thề làm tất cả hạnh thanh tịnh.
Nguyện cho tất cả loài hữu tình không sinh vào tà đạo huyễn hoặc, đều khí câu chi số hữu tình, an ổn trụ vào tám đường chánh. Con nguyện không sinh vào dục giới, biên địa thấp kém chỗ nhàm chán, xa lìa tất cả biến nhát rồi, thường được thân cận bậc tinh tấn. Là nguyện không sinh các nẻo ác, thường nguyện sinh vào dòng tính tâm, sinh rồi nên phát tâm tối thượng, nguyện Thế Như Lai thường thân cận, thế rồi phát tâm thanh tịnh này, và đem tràn xoa các hương xoa, cúng dường các thứ trống kỹ nhạc, nên cầu thắng giải lợi tất cả, nguyện ở trong nhiều câu chi kiếp, thường khởi việc cúng dường rộng lớn, xuất gia xa lìa các cảnh dục, sẽ làm tất cả hạnh thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, hai đồng tử này ở chỗ đức thánh cao Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, dùng các thứ kỹ nhạc kệ ca vịnh tán thán cúng dường Phật rồi, ở ngay nơi đó phát tâm thanh tịnh, dùng chiên đàn đỏ xây cất tinh xá ngang dọc bốn vô thiện na, cao nửa vô thiện na, xây dựng xong dân cúng Thế Tôn và thương, cuối sinh Như Lai thương xót thọ nhận. Hai đồng tử này ở chỗ thắng cao Như Lai ứng chánh đẳng giác, khuyến thỉnh Thế Tôn bằng kệ rằng: Thỉnh Phật an trụ tinh xá con, chư Phật quá khứ đã xưng tán, nay con cúng với tâm thanh tịnh, xin Phật thương xót thân nạp thọ. Nếu Phật thường ở tinh xá con, biết rõ câu chi số hữu tình, quá hiện vị lai tâm ba đời, con nguyện đương lai cũng như vậy. Phật nương tinh xá đến bờ giác, đạt được chánh đoạn và thần túc, bốn thứ thắng hạnh đều biết rõ, con cúng tinh xá cũng như vậy. Cúi sinh thắng cao Như Lai Phật, cùng với tất cả chúng bí xô, nhận tinh xá này trong nửa tháng, cúng dường tôn trọng thường cung kính. Nay con ở chỗ Đức Như Lai, thân cận cung kính cúng dường rồi, phát tâm tịnh tánh cầu xuất gia, cả bỏ râu tóc mặt pháp phục, bỏ nhà xuất gia như vậy rồi, đối với các lợi lạc mong cầu gấp, nên thường tu tập thiện tân ân, ham thích pháp chân thật như vậy. Hai đồng tử nói kệ này rồi, đồng tử tịnh trụ bạch Phật, bạch Thế Tôn, cơ nguyện tương lai mau chóng thành chánh giác, phong ánh sáng lớn như Phật Thế Tôn không khác. Đồng tử tịnh trì lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, con nguyện sẽ làm vị đại sư ở nơi các đường ác hiểm nạn. Này Xá Lợi Tử, khi ấy hai đồng tử tịnh trì đứng qua một bên, ở trước chỗ Đức Thắng Cao Như Lai cung kính chắp tay phát thệ: Đối với giáo pháp của Đức Phật, con nguyện không có ngồi nằm, thương lìa ngủ nghỉ, vì lợi hữu tình cầu đạo vô thường, luôn luôn xa lìa tất cả biến nhát. Ta vứt bỏ tất cả thân mạng, dù máu thịt gân da có khô cằn đi chăng nữa, cũng là xa lìa tất cả biến nhát, nên phát tâm tinh tấn dũng mãnh tỏa lớn cầu đạo Bồ Đề. Nay Xá Lợi Tử, lúc đó Đại Bồ Tát tịnh trụ, vì Đại Bồ Tát tịnh trì mà nói kể rằng: Anh cùng em phát tâm bình đẳng, tu hành hạnh Bồ Đề vô thượng, nay anh cũng phát sức tinh tấn, vì lợi tất cả các hữu tình, xa lìa các dục và thân mạng, máu thịt khô cằn vẫn tinh tấn, nguyện trong ngàn kiếp cố tu tập tinh tấn chí vui đạo Bồ Đề, thường ngày an trụ nơi đồng trống, gia thích núi rừng, chỗ vắng lặng, vì cầu vô thượng đại trí tuệ, được tự tại trong pháp thanh tịnh. Nay Xá Lợi Tử, trong một ngàn năm Bồ Tát tịnh trì chưa có giây phút nào ngủ nghỉ, và cũng chưa có giây phút nào biến nhát, huống là có mộng tưởng. Là nữa, trong ngàn năm Bồ Tát tịnh trì chưa có khi nào ngồi. Từ những lúc tiện lợi cho đến chỉ trong một khoảng gãy móng tay cũng không quỳ gối, huống nữa là ngồi nằm. Trong một ngàn năm, hệ đến giờ ăn thì Bồ Tát cầm bát đi khất thực, đối với người cúng dường cũng không nhìn xem là nam hay nữ, là bé trai hay bé gái, hóa độ lợi ích hữu tình, tâm hành bình đẳng, khất thực rồi trở về chỗ cũ, tam quán thế gian, rồi sau mới ăn. Ăn rồi không ăn phi thời, không sinh một niệm tưởng đói khát, cho đến không sinh ý tưởng phân biệt ngon, dở, tốt, xấu.
là trong 1.000 năm nếu không phải thời thì không đi khất thực. Trong 1.000 năm, Bồ Tát ở dưới gốc cây, nhất tâm tinh tấn cầu đạo Bồ Đề, cũng không nhìn xem cây đó là cây gì. Lại trong 1.000 năm, Bồ Tát đời mặc pháp phục chưa từng có thay đổi, là trong 1.000 năm, đối với các dục, Bồ Tát không khởi lên tầm từ. Đối với các tổn hại cũng lại như vậy, là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy, đối với cha, mẹ, anh, chị em, và quyến thuộc của mình, đối với ngày tháng cũng chưa từng khởi một niệm tầm từ. Lại trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy chưa từng có một niệm ham thích ở nhà cửa. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy chưa từng khởi một niệm ngắm nhìn mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy chưa từng dựa tường vách mà sống. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy chưa từng xoa dầu thơm vào thân. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát đối với tự thân chưa từng khởi một niệm biến nhát. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy chưa từng khởi một niệm mệt mỏi. Là trong 1.000 năm, cho đến dầu sữa, Bồ Tát ấy cũng không thọ nhận, chỉ thích nhất tâm, tinh tấn, cầu chứng chánh đẳng chánh giác. Là trong 1.000 năm, đối với thân tâm Bồ Tát cũng không mệt mỏi, biến nhát. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát tu hạnh tinh tấn, không khởi một niệm cạo bỏ râu tóc. Lúc đó bốn đại thiên vương đến ở trên đảnh, dùng tay rờ lên đảnh tóc tự rụng. Bốn thiên vương lại đem tóc ấy đến nơi đất thanh tịnh xây tháp phụng thờ. Là trong 1.000 năm, bốn đại thiên vương biết Bồ Tát ấy luôn luôn thành tựu việc thiện. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy nếu gặp lúc thời tiết nóng, nhưng vẫn nhẫn chịu không thích núp dưới bóng mát. Là trong 1.000 năm, nếu gặp lúc lạnh, Bồ Tát ấy cũng không dùng y đắp thân. Là trong 1.000 năm, Bồ Tát ấy cũng lại không thích nói năng bàn luận với hữu tình thế gian. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, lúc đó có ma vương bỗng nhiên xuất hiện tên là Si Niệm. Lúc đó ma vương Si Niệm sai các ma ba tuần vì hai Bồ Tát tịnh trụ tịnh trì tạo ra rừng kiếm và cầu đường kiếm. Lúc đó ma vương ba tuần tối lui cuộn loạn, rồi lớn tiếng nói, nay ta tạo ra rừng kiếm này. Khi ma nói lời này, trong tam thiên đại thiên thế giới, trên đến cung ma, dưới thấu địa giới, có 100.000 câu chi ma vương ba tuần, chư thiên quyến thuộc đều nghe tiếng đó, nên cùng đến tập hội. Cũng sinh khủng bố, muốn mưu hại nhau. Nay Xá Lợi Tử, lúc đó Bồ Tát nhất tâm tinh tấn, an trụ không lay động. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Nguyện 29, Phẩm 9, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Phần 5. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, khi ấy Đại Bồ Tát tịnh trì ở nơi rừng kiếm cầu đường, cũng không kinh hành, tâm không tùy thuận. Lúc đó chư thiên ma thét lên tiếng đại ác để khủng bố nhiễu não Bồ Tát, nhưng hai Bồ Tát tịnh trì và tịnh trụ đều không nghe biết. Lại ở trong hư không, chư thiên tán thán như vậy, hai Bồ Tát có thể thực hành chánh hạnh đầy đủ như vậy, đại bi như vậy, dũng mãnh như vậy. Trong 1.000 năm, hai Bồ Tát này chỉ chuyên chú tưởng Phật. Khi ấy Đức Thắng Cao Như Lai hóa độ đã xong, nhập vào Niết Bàn trên hư không. Chư thiên thấy sau khi Như Lai Niết Bàn mới bảo, này Thiện Nam, Đức Thắng Cao Như Lai đã Niết Bàn rồi. Nghe lời ấy rồi, hai Bồ Tát liền đến chỗ thắng Đức Thắng Cao Như Lai Niết Bàn, sắp xếp giường kế. Đến rồi chắp tay cung kính đứng qua một bên. Do lòng thương nhớ, nên hai Bồ Tát nhớ nghĩ Như Lai trong 7 ngày, khóc mắt không tạm rời, tôn trọng tán thán. Lúc đó hai Bồ Tát tinh tấn, dũng mãnh, thực hành hạnh Bồ Tát lợi lạc hữu tình, như vác gánh nặng.
Ngay khi ấy hai Bồ Tát đứng trước Phật như vào Niết Bàn, sinh lên Phạm Thế. Sinh Phạm Thế rồi, trở lại tháp của Đức Thánh Cao Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Trong 40000 năm, nhĩ quanh lễ bái phát tâm cúng dường. Lại trong 70000 năm, cầu cầm các loại tràng phan bảo cái cung kính cúng dường. Lại dùng các món đồ ăn thức uống hương hoa phi diệu tối thượng cúng dường tháp miếu. Khi tuổi thọ của hai Bồ Tát ở Phạm Thiên đã hết, lại hạ sinh xuống Diêm Phù Đề trong dòng chuyển Luân Vương Thù Thắng. Sinh được trí tốt mạng. Khi hai Bồ Tát sinh rồi lại nói với nhau, phải nên siêng năng tu tập, chớ sinh buông lông. Khi ấy Bồ Tát nói cả rằng, chúng ta sinh vào dòng vua chúa, được đại thần thông khỏi các nạn, nên nguyện thường hành chớ buông lung, thân cận đại bồ đề vô thượng, tôn quý giàu sang các dục lạc, là pháp chống mục không thể tin. Người trí nên biết rõ như thế, mong cầu đại bồ đề tối thượng. Nếu người cầu đạo bồ đề này, nên bỏ giàu có các dục lạc, vì lợi hữu tình cầu xuất gia, tu trì hạnh thanh tịnh tối thượng. Thuở xưa con trong vô lượng kiếp, cùng các hữu tình nhiều tham cầu, đối năm dục lạc rất hừng hãy, cho rằng thọ dụng thường không đủ. Nên con giác ngộ các dục lạc, tôn quý giàu có và quyến thuộc, thà đều xả bỏ thể xuất gia, tinh tấn vì cầu đạo bồ đề. Con xưa đến năm 16 tuổi, rời nhà xuất gia cầu xuất ly, cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục, trong 1000 năm thực hành phạm hạnh, cũng lại đồng thời đều nhập diệt, rồi lại phản sinh trời Phạm Thế. Sau khi tuổi thọ Phạm Thế hết, sinh dòng Thù Thắng Diêm Phù Đề. Lại nữa này Xá Lợi Tử, lúc đó lại có Đức Phật ra đời, hiệu là Tối Thượng Dũng Mãnh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hai Bồ Tát ấy đến chỗ của Đức Phật này, thân cận cúng dường tôn trọng tán thán, phát lòng tinh thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, cả bỏ râu tóc, thường mặc pháp phục trong câu chỉ kiếp tu hành phạm hạnh. Này Xá Lợi Tử, hai Bồ Tát ấy ở trong vô lượng đời đã từng gặp 100000 chư Phật thân cận cúng dường. Ở mỗi chỗ Đức Phật đều tu phạm hạnh đầy đủ, tôn trọng tán thán, cung kính cúng dường. Này Xá Lợi Tử, từ đó về sau, Bồ Tát tịnh trì thành quả chánh đẳng chánh giác trước hết, hiệu là Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ địa ngự trụ vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế 90 câu chi năm, có 90 câu chi nơi do theo đại chúng thanh văn đưa đến tập hội. Này Xá Lợi Tử, lúc đó Bồ Tát tịnh trụ làm chuyển luân thánh vương trong thời Đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai. Ở chỗ Đức Phật ấy tôn trọng tán thán, là dùng y phục tối thượng vi diệu, đồ ăn thức uống hòa cụ thuốc thang, các món cúng dường cho Đức Phật và chúng bí số ấy trong 3 tháng. Này Xá Lợi Tử, lúc chuyển luân thánh vương cúng dường rồi, Đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai ứng chánh đẳng giác, muốn chuyển luân thánh vương sinh đại giác ngộ nên nói kệ rằng, nếu hạnh tinh tấn tối thượng, luôn luôn mong cầu pháp của Phật, nếu các hữu tình đắm dục lạc, tất cả nghĩa lợi rất khó được. Nếu không xa lìa các dục lạc, thì tổn tự lợi và lợi ta. Điều này phải gấp nên trừ bỏ, mà cầu các pháp Phật tối thượng. Này ta khiến ngươi cũng như vậy, tôi xưa đã từng bỏ khuyến thuộc và phát đại thệ nguyện vô biên, chống cầu thành tựu quả Bồ Đề. Ngươi đã thấy ta thành Phật Đạo trong vườn lập giả chuyển Pháp Luân. Nếu còn sinh đắm trước các dục, thì không thể chống thành Bồ Đề. Chư Phật đều nói, lìa các dục, đối pháp phóng dật không sinh lại. Người trí khéo tin theo điều đó, thì hay xa lìa các nghiệp chướng. Ngươi còn gánh nặng đối ác tuệ, pháp không nghĩa lợi sao an trụ, nếu không giác ngộ được các dục. Phật nói đều là nhân các khổ. Khi Đức Thế Tôn ấy nói kệ rồi, Chư Luân Thánh Vương sinh đại giác ngộ, liền xả bỏ tất cả đất nước, vợ, con, cha mẹ, quyến thuộc, đại thần nô tỳ, các nước ấp nhỏ, tất cả thứ dân tiền tài châu báu kho tàng ở thế gian, đứng trước Phật nói kệ rằng, giả sử thịt thân đều khô cằn, cho đến chết bỏ ngoài đồng hoang, thề bỏ đất nước các cung điện, mong cầu Phật Bồ Đề tối thượng,
Lại nữa phát khởi đại tinh tấn, lợi lạc tất cả các hữu tình, ở nơi đồng hoang đất xa xăm, bỏ nhà xuất gia thích tu hành, vĩnh viễn xả bỏ các dục lạc. Xa lìa tội nghiệp và si mê, nếu còn chấp trước nơi các nhiễm, thì là trái với đạo Bồ Đề. Tất cả các dục và vương vị, ta nguyện vứt bỏ hết tất cả. Còn đối với giáo pháp Thế Tôn, nguyện thích xuất gia hành chánh hạnh. Người trí xa lìa các cảnh dục, chỉ thích tu hành đạo Bồ Đề, nên phát tâm tinh tấn dũng mãnh. Nếu đắm tạp nhiễm trái Phật đạo, nếu còn đối với các cảnh dục, vương vị dục lạc đã vứt bỏ, khát ngưỡng pháp Phật cầu xuất ly, tinh tấn nguyện mau thành Bồ Đề. Khi Chuyển Luân Thánh Vương nói kệ rồi, ở chỗ Đức Phật ấy, thân cận cúng dường phát lòng kính tín, bỏ nhà xuất gia, càng bỏ râu tóc, thường mặc pháp phục. Vua xuất gia rồi, đồng thời lại có 60 trăm ngàn cấu chi na gia tha người, cũng phát lòng kính tín, bỏ nhà xuất gia. Khi ấy Đức Như Lai dũng mãnh tinh tấn, hóa độ đã xong, liền nhập Niết Bàn. Thấy Phật diệt độ, Chuyển Luân Thánh Vương buồn rầu áo não. Gom lấy xá lợi, phụng thờ cúng dường rồi, mạng chung sẽ lên cõi trời Đấu Xuất Đà. Khi thọ mạng ở cõi đó hết, lại hạ sinh vào cõi Diêm Phù Đề. Lúc đó mới biết được thành Phật, hiệu là thiện hạnh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự đường phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế một câu chi năm, lại có câu chi na do tha đại chúng thanh văn, đến tập hội đều là đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, hoàn tất việc lợi mình, tâm được tự tại, đã đến bờ giác ngộ, là có 10 vạn chúng đại Bồ Tát không còn thoái chuyển, trụ địa không thoái, thề cầu chánh đẳng chánh giác. Đức Phật ấy nói pháp giáo hóa vô lượng A Tăng Kỳ hữu tình, làm các việc thiện lợi rồi mới vào bát Niết Bàn. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp tồn tại ở thế gian mãn một kiếp, rồi sau đó mới phân bố xá lợi Phật, cung kính cúng dường, cũng như sau khi ta diệt độ phân bố xá lợi không khác. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát tịnh trụ, thực hành hạnh tinh tấn Ba La Mật Đa của Bồ Tát, thường luôn theo học không có biến nhát mệt mỏi. Do thuở xưa, dựa vào một loại tạo ra kho báu, hữu tình lại khởi lên ganh ghét. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi cầu đại Bồ Đề, mà lại khởi lên ganh ghét dòng họ người khác, nên biết lúc đó có ba thứ sợ. Một, ở chỗ phi lý mà đi khất thực. Hai, điều không nên nói mà lại cùng nhau nói. Ba, thấy các bí số khác lại sinh ganh ghét. Do ba điều này, cho nên càng tăng trưởng lỗi lầm ganh ghét. Vì lý do đó, cho nên ở trong địa ngục, coi như là nhà của mình. Như vậy, đối với người hành tinh tấn, cũng như người mù, đối với các hiểm nạn biến địa, thọ sinh tà kiến bị nó nhiếp thọ. Nay xá lợi tử, lại thấy các bí xô các tâm sinh giận dữ, không muốn nhìn, khởi tâm ganh ghét, khiến người khác phạ nổi, giận tranh cãi, nổi lên tướng cực ác, nói lời thô lỗ. Vì lý do đó, trên đọa vào địa ngục như nhà của mình. Từ đó thọ sinh kiến lập chủng tử, giấu được thân người, nhưng lại sinh ra các hiểm nạn biên địa tà kiến, bị nó nhiếp thọ. Tâm không thương xót, tích gây nhiều tổn hại, dối trá, với người khác rất thích tùy thuận. Nay xá lợi tử, đại Bồ Tát đối với chủng tộc khác sinh ra ganh ghét, thì nên nhớ nghĩ ba thứ sợ hãi như vậy. Đức Thế Tôn vừa nói xong, tôn giả xá lợi tử bạch Phật, thật hy hữu, thưa Thế Tôn, đại Bồ Tát mới có thể lắng nghe hành tướng của Đức Như Lai như vậy. Đối với dòng họ người khác, không sinh ganh ghét, đạt thiện lợi lớn nên được xuất ly. Xá lợi tử nói tiếp, hay thay, thưa Thế Tôn, các chúng thanh văn chúng con cũng thích muốn nghe pháp yếu này. Thưa Thế Tôn, làm thế nào để khỏi sinh ganh ghét đối với dòng họ người khác, mà được xuất ly và giải thoát địa ngục, các đường ác hiểm nạn tối tâm? Đức Phật dạy, nay xá lợi tử, do không có nhân duyên nên không nói việc này. Xá lợi tử thưa, thưa Thế Tôn, chúng con làm thế nào? Để lìa mọi phỉ báng, không sinh tà kiến, thường sinh giữa thành phố, thấy Phật nghe pháp, tu hạnh thanh văn. Xá lợi tử vừa thưa xong, Đức Phật dạy,
hay thay này Xá Lợi Tử, ông có thể hỏi Như Lai về pháp nghĩa như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình thích học tập theo các điển tích của ngoại đạo thế gian, thì không nên nói cho họ. Nếu hữu tình cung kính tín hiệu pháp Phật, chỉ thích tu học thì nên nói cho họ. Vì sao? Vì nếu người không xa lìa điển tích ngoại đạo thế tục, bà ta đem diễn nói thì đó là nền móng của đấu tranh, là nạn của Phật Pháp. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tinh tấn, tín hiệu kiên cố, không sinh buông lung, trong nhiều kiếp tầm từ quán sát, tâm sinh cứu hộ các loài hữu tình, thì mới có khả năng đến chỗ Như Lai thưa hỏi pháp nghĩa, nghe pháp này rồi, vui thích hoan hỷ, như thiết tu hành. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình tinh tấn yếu kém, mà cầu Niết Bàn thì thật là khó, trái lại càng tăng thêm ba thứ lỗi lầm, đó là lợi dưỡng, tôn trọng, danh xưng, nhưng lại ham thích bạn bè chủng tộc và các quyến thuộc, để tự nuôi sống nên thường tham cầu, làm lợi bất nghĩa. Do ba việc này, cho nên thường tìm cầu không thể thoát khỏi ba đường ác. Vì tinh tấn yếu kém, nên đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dị ma la giới, chướng ngại đường sinh thiên, lại ở trong đường ngạ quỷ thường sinh đấu tranh. Này Xá Lợi Tử, các hữu tình ấy không tin thọ các thiện pháp, là thân cận các bàn ác, không ham thích sống chỗ vắng lặng, nhưng lại thích sống nhà bạch y, nghe các trưởng giả nói lời như vậy. Nếu các vị sống ở đây, tôi xin cung cấp các món ăn uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang, thân cận cúng dường. Lúc đó các bí xô trao đổi với các trưởng giả, để chúng ta ở đồng hoang thì ai thân cận nay ta nên mến mộ cung kính các vị. Các bí xô nhân đó càng sinh tham trước, ở nhà bạch y, ở được thời gian lâu cùng với chủng tộc và dòng họ sinh thâm ái lẫn nhau. Bỗng nhiên có bí xô các tư phương xa đến vào nơi dòng ấy. Lúc đó các bí xô cũ do vì tham trước sinh ra canh ghét nói với bí xô mới đến. Ta vốn thanh tịnh đa văn đã chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Các bí xô cũ cũng buông ra những lời ác dối trá hư vọng như vậy. Là nửa này Xá Lợi Tử, lúc đó các bí xô khác cũng nói như vậy. Tôi nay không cần ở lâu trong nhà bạch y này. Các bí xô cũ cùng nhau ganh ghét làm lợi bất nghĩa. Nay Xá Lợi Tử, lại có một hạng người đối với pháp đại thừa buôn lời gian ác, cạnh tranh lẫn nhau hủy bán hình tướng như thật của các khế kinh. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nếu ai đối với khế kinh thanh danh cú văn chánh pháp của Như Lai nói ra mà tạm thời nghe rồi đều được hiểu biết thù thắng, còn đối với hữu tình mà xin hủy bán hành tướng như vậy nhất định đọa vào đường ác. Nay Xá Lợi Tử, lại nữa đối với đại Bồ Tát tinh tấn không thoái chuyển mà xin oán ghét hành tướng như vậy cũng đọa đường ác. Khi nghe Đức Thế Tôn nói như thế, Xá Lợi Tử và các hữu tình không sinh canh ghét đối với người làm thiện. Nay Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát như vậy đối với tinh tấn Ba La Mật Đa, thực hành tinh tấn không thoái chuyển, xin ý tưởng cứu độ các hữu tình. Tất cả hữu tình thường bị ba thứ bệnh thiêu đốt, đó là tham sân si. Ta nên đối với các hữu tình ấy, đem chánh pháp của Phật tích tập hòa hợp, làm đại lương dục, chữa trị chứng bệnh tham sân si nhiệt não các hữu tình này. Ta cho rằng đây là Đại Bồ Tát thực hành hạnh tinh tấn Ba La Mật Đa không thoái chuyển. Lại nữa này Xá Lợi Tử, tất cả hữu tình thương sinh nhiệt não. Vì sao? Vì ba thứ bệnh độc lúc nào cũng bộc phát. Nếu sinh lên cõi trời và cõi người cho đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh, dị ma la giới, đã bị độc tham sân si thiêu đốt. Đại Bồ Tát thấy hữu tình bị nhiệt não khổ sở nên phát khởi ý tưởng cứu hộ. Lại suy nghĩ rằng, ba thứ bệnh này, thuốc hai thế gian không thể trị hết. Làm sao trừ được ba thứ bệnh này? Chỉ có Phật Như Lai được đại pháp thân, là đại y phương, mới có thể cứu hộ, trị liệu ba thứ bệnh nặng nhiệt não của tất cả hữu tình. Các đại Bồ Tát cũng là như vậy, thân là pháp dược, là đại y phương mới có thể cứu hộ trị liệu tất cả hữu tình, diệt trừ ba thứ độc nhiệt não. Này Xá Lợi Tử, nếu các thứ y dược ở thế gian không thể trị liệu được ba thứ bệnh độc, chỉ có Như Lai và Đại Bồ Tát làm đại y phương,
thấy đại pháp mới có thể diệt trừ ba độc nhiệt não của các hữu tình. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn: Theo con hiểu thì Như Lai đã nói các hữu tình, ý Thế Tôn nghĩ sao? Không phải như địa, thủy, hỏa, phong không giới, trong mấy giới ấy, hữu tình giới là rộng vô lượng vô biên. Đức Phật khen: đúng vậy, này Xá Lợi Tử, thật đúng như lời ông nói. Các chúng hữu tình ấy, đồng phân giới thanh văn duyên giác, không thể thấy, chỉ có thiên nhãn của Phật mới có thể chiếu khắp. Này Xá Lợi Tử, trong tam thiên đại thiên thế giới, trời người Atula cho đến vô lượng vô biên, noãn thai thấp hóa, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, không phải có tưởng, không phải không tưởng, kiến lập hữu tình giới như vậy, thiên nhãn của Phật đều chiếu thấu tận. Hoặc một sát na, hoặc một lạp phược, một mâu hô lật đa, trong thời gian đó không được thân người, hôm nay mới được. Này Xá Lợi Tử, những người như vậy giả sử đều như y vương hoặc mạng, khéo trị các bệnh, muốn chữa trị tham sân si, các bệnh khổ nhiệt não cho một người cũng không thể được. Lại nữa, có thể hòa hợp các thứ lương dược tối đại, chất cao như núi Tu Di, để trị bệnh tham sân si cho một người cũng không thể được. Giả sử đều như y vương hoặc mạng, sống ở thế gian tuổi thọ một kiếp, giả trộn hòa hợp các đại lương dược lượng hơn Tu Di, mọi người làm cho đến khi mệt mỏi, muốn chữa trị bệnh tham sân si cho một người, dù chỉ hết một phần nhỏ cũng không thể được. Này Xá Lợi Tử, chỉ có Như Lai đầy đủ phương tiện, pháp dược thanh tịnh mới có thể tùy theo bệnh cho thuốc chữa trị ba độc. Nếu các hữu tình có bệnh thiêu đốt nhiệt não, Như Lai vì nói pháp quán bất tịnh hòa hợp làm thuốc, thuốc này có khả năng tiêu trị liệu hết bệnh trong vô lượng trăm ngàn câu chi na do đa a tăng kỳ, cho đến không thể nói hết, không thể ghi hết số hữu tình có bệnh tham nhiệt não. Lại các hữu tình có bệnh sân nhiệt não, Như Lai vì hữu tình ấy nói pháp đại từ hòa hợp thành thuốc, thuốc ấy có khả năng trị liệu hết bệnh trong vô lượng, cho đến không thể nói, không thể ghi nhớ số hữu tình có bệnh sân nhiệt não. Lại các hữu tình có bệnh si nhiệt não, Đức Như Lai vì hữu tình ấy nói pháp duyên sinh hòa hợp thành thuốc, thuốc ấy có thể chữa trị hết bệnh trong vô lượng, cho đến không thể nói hết, không thể ghi nhớ hết số hữu tình bị bệnh si nhiệt não. Cần nên biết rõ ví dụ này. Đại Bồ Tát có thể đem pháp dược của Như Lai cứu hộ chữa trị hết bệnh vô lượng vô biên, cho đến không thể nói hết, không thể ghi nhớ hết số hữu tình bị bệnh ba độc nhiệt não. Làm được như vậy là thành tựu pháp thân của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát trụ pháp thân như vậy lại nhờ sức gia trì của pháp thân, nên khiến vô lượng vô biên cho đến không thể nói hết, không thể ghi nhớ số hữu tình bị bệnh ba độc quấy nhiễu não hại. Thể đều trừ diệt không còn tái sinh, thể đều trừ diệt không còn tái sinh. Này Xá Lợi Tử, thuở xưa ta ở trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, biết rõ được pháp này, lại cũng ngay thời điểm đó có Phật ra đời hiệu là Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, Đức Phật thọ ký cho ta. Quá vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, ngươi được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh, đệ tử đều trọn thành Phật đạo. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển thứ 29 hết.